Hello anh em, hôm nay mưa gió lên chém gió anh em cho đỡ buồn anh em ạ. Hôm nay mình có nhận được một cái kiện hàng của bạn ở Quảng Ninh nhé. Bạn gửi cho mình cái máy về để mở cái mật khẩu. Đấy, con A3S các bạn ạ. Nên chém gió cho anh em cho đỡ buồn thôi. Đây, mở mật khẩu màn hình các bạn nhé. Như những cái dòng chip MTK, chip MTK thì mình có thể support online, hoặc là những cái dòng Samsung ấy. Samsung thì mình có thể mở tài khoản Google online được. Thế nhưng mà riêng cái dòng A3S chip Qualcomm này, chip Qualcomm này thì nó không hỗ trợ làm online các bạn nhé. Mà chip Qualcomm này nó có thể làm online nhưng mà phải thuê tài khoản của hãng. Mà tài khoản của hãng thì nó lúc on lúc up nên là mình không biết lúc nào nó ấy. Thì thôi gửi về làm cho nhanh. Cái thời gian gửi về nó cũng không lo bao nhiêu các bạn. Còn này là con Oppo A3S. Đấy, tất cả những cái máy mà anh em chip MTK có nhu cầu mở khóa tài khoản ấy, hoặc là mở khóa màn hình như thế này thì có thể inbox trực tiếp cho mình qua số điện thoại mình có để dưới màn hình nhé, hoặc qua fanpage mình để dưới phần mô tả video anh em nhé. Đấy, mở một là bằng MRT, hai là bằng unlock tool. Còn cây này thì bắt buộc phải mở bằng bốc, nếu mà gửi về cho mình mở bằng bốc nhé, tháo máy câu dây rồi. Ok, đây cái mật khẩu đây các bạn này. Giờ mình sẽ tháo máy ra, mình câu dây và tí mình sau kết quả các bạn xem nhé. Nên chém gió cho anh em đỡ buồn. Rồi ok. Ok, đây là cái men mình đã gỡ mật khẩu xong rồi các bạn nhé. Đây là khu vực mình câu dây này. Thì chỗ này nãy mình bẻ, hơi bẻ cái lồng ra để nó có cái chở CMD đấy, cái CLK đây này các bạn. Giờ thì mình sẽ ấn lại cho nó nhé, cho nó cân cân lại một xíu. Đó. Giờ sẽ lắp hết cái siêu chống nóng này nha. Hoàn thiện rồi, mình sẽ lắp vào test thử các bạn nhé. Bật nguồn lên thử xem. Đây là trong quá trình xóa data các bạn nhé. Đấy, để nó khởi động một lúc.
Em này có nhu cầu xóa mật khẩu Oppo, Vivo, Realme, Vsmart thì cứ inbox mình nhé, và mình có nhận bypass iCloud luôn các bạn nhé. Xóa tài khoản Samsung. Rồi, ok, nó lên như này các bạn này. Nó lên như này thì không cần để ấy nhé. Các bạn chỉ cần kích vào sao thăng 813 thăng. Đấy, bấm phím gọi đi là tự nó kích hoạt vào trong các bạn nhé. Cái này bây giờ lên bản mới, nó lại fix mất cái sao thăng 813 thăng rồi các bạn ạ. Có nhiều con Oppo nó có fix hết cái 813 nhé. Nhưng nên bây giờ nhiều cái cây các bạn không thể fix được cái nỗi đấy đâu. Còn những cái cây mà nó đang Android thấp này thì nó vẫn cho kích. Đấy. Đây là bản Android 8 thì nó vẫn được 813 thăng vẫn được, ok các bạn. Rồi, ok. Cái này chỉ cần cài tiếng Việt nữa là xong rồi các bạn. Rồi, các bạn có nhu cầu cứ inbox cho mình nhá. Nãy mới để ý các bạn này. Các bạn ấy gửi về cho mình cái địa chỉ này, ghi Lam chứ không phải là Giang. Đấy, nhầm nãy cô bưu điện, cô điện lại có phải của mình không, nhưng mà đúng rồi, tại vì nhầm là nhầm tên. Đấy, Hoàng Văn Giang chứ không phải Hoàng Văn Lam nhé. Số điện thoại mình đây. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video.